Đó, tôi có đi về về ngoài nguy hiểm lắm. Ủa trong em quá trời luôn. Đường hẻm không có đường nào tha hết. Đi bảo kiểu gì kỳ vậy ta? À, đi bảo chỉ có dân Tây Ninh thôi. Không có tha đường nào hết á. Không có bỏ đường nào hết á. Bị chặn rồi đó, thằng công an này nó chạy vô trước mà mình thì kiếm luôn. Cái này giờ tôi nào đi thôi. Tụi này biết không? Không biết gì, thank you.
ra được. Ra lại được. Cởi áo hay gì kìa? Phải không? Không phải hả?
quá à.